Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Ni. Video hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau học trang điểm tông kem san hô cực dễ sử dụng cho mùa hè này nha. Đầu tiên là rửa mặt sạch và xịt khoáng cấp ẩm cho da nào. Tiếp theo Ni sẽ sử dụng toner của Hada Labo để cân bằng lại độ ẩm cho da. Bước này các nàng nhớ là phải lau bông từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên để giúp săn chắc da nha. Tiếp theo Ni sẽ dùng hai bơm serum của Vichy để cân bằng độ ẩm cho da. Mùa hè trời nóng, da chúng ta sẽ đổ rất nhiều dầu, cho nên là cả nhà hãy lưu ý là mình phải dưỡng ẩm kỹ trước khi make up nha. Vì video này Ni sẽ dùng cushion, cho nên là Ni sẽ không sử dụng những loại kem lót lít kích nữa, mà Ni chỉ dùng kem lót bắt sáng của MAC để thoa lên những điểm highlight trên gương mặt. Ở bước này thì mọi người sử dụng kem lót bắt sáng của hãng nào cũng được nha. Vì là mùa hè nên chúng ta rất thường hay đi du lịch, vì thế mà Ni đã chọn cushion ở trong clip này bởi vì độ tiện lợi và dễ mang đi của em nó. Em cushion của Blam này rất là thích hợp cho các bạn da dầu cũng như là sử dụng trong mùa hè bởi vì độ kiềm dầu của em nó rất là ok. Mọi người khi mà sử dụng cushion thì mình nhớ là chỉ táp táp ở trên mặt như thao tác ở trên clip thôi, chứ mình đừng có miết nha, thì nó sẽ rất là dễ bị trượt. Và Ni sẽ giveaway một em cushion làm cho một bạn may mắn, thể lệ thì mọi người coi ở bên dưới giúp Ni nha. Vì em cushion này thì che phủ cũng tương đối thôi, cho nên là Ni vẫn phải dùng kem che khuyết điểm ở vùng quầng thâm mắt và một nốt mụn đỏ đang nằm ở dưới cằm. Ni dùng luôn bông mút có sẵn ở trong cushion để tán kem che khuyết điểm ra, và Ni sẽ tán kem lên màu mắt luôn để một xíu mình không cần phải dùng kem lót mắt nữa. Mọi người nhớ là khúc này mình chỉ dặm thôi chứ không miết nha, nếu mà miết thì mình sẽ làm giảm độ che phủ của kem che khuyết điểm đó. Tiếp theo thì Ni sẽ sử dụng phấn phủ của Eclipse để phủ lại toàn bộ gương mặt. Ni sẽ dùng bông phấn có sẵn trong hộp để dặm kỹ vùng hai tiết dầu là vùng chữ T. Những vùng da còn lại thì Ni sẽ dùng cây cọ bung lớn để phủ lại một lớp mỏng. Cách làm này tuy hơi mất công nhưng mà sẽ giúp cho lớp nền của mình vừa kiềm được dầu mà vừa mỏng mịn nữa đó. Tiếp theo thì cùng kẻ chân mày nha. Chì chân mày mà Ni hay sử dụng gần đây nhất đó chính là của Laminate. Em này có hai đầu, một bên là đầu chì và một bên sẽ là mascara chân mày. Em này có đầu chì mảnh cho nên rất dễ kẻ và tạo dáng chân mày, phải sợ thì cứ phải gọi là ok la luôn. Thật ra chỉ có một khuyết điểm duy nhất là do em nó không có chổi để tán màu, cho nên là Ni phải sử dụng chổi ở bên ngoài. Nhưng mà bù lại thì có một đầu mascara, cho nên là mình cũng đỡ tốn một khoản tiền để mua mascara riêng. Rồi thì bây giờ mình cùng bắt đầu vào bước đánh mắt nha. Đây là bản Masmali Color hàng nội địa Trung với 18 màu rất là dễ sử dụng. Đầu tiên mình sẽ tan màu cam đất lên toàn bộ màu mắt. Mọi người chú ý là mình phải xác định được hốc mắt trước và tan toàn bộ trong hốc mắt theo hình tròn. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng một màu cam nâu đậm hơn để tan phía dưới phần base mắt ban nãy. Mọi người lưu ý là mình sẽ tan thấp hơn màu ban đầu nhưng mà vẫn phải theo hình tròn như vậy nha. Với phần màu này thì mình phải chịu khó tán kỹ hơn bởi vì màu đậm sẽ rất dễ bị bết. Và tiếp theo mình vẫn phải dùng màu cam nâu đất đó để tán 1/3 mí dưới từ đuôi mắt trở vào nha. Sau đó thì Ni sẽ dùng nhũ mắt lẻ của Clavu để tan ở bầu mắt trên và đầu mắt dưới. Với nhũ mắt thì Ni khuyên mọi người nên dùng tay thì kim tuyến sẽ bám tốt hơn là dùng cọ nha. Tiếp đến thì mình cùng kẻ eyeliner để cho đôi mắt được sắc nét hơn nào. Đối với make up look lần này thì Ni sẽ chọn eyeliner màu nâu thay cho màu đen để giúp đôi mắt trông nhẹ nhàng và mơ màng hơn. Ni cũng muốn hướng dẫn mọi người cặn kẽ cách vẽ eyeliner nhưng mà sẽ làm cho video hơi dài, cho nên là hãy comment cho Ni biết nếu như là mọi người muốn Ni làm một cái video về kẻ eyeliner nha. Và bây giờ thì cùng bấm mi và choose mascara nào. Đối với những bạn make up cá nhân thì Ni khuyên dùng kẹp mi nhựa này bởi vì rất là dễ thao tác và không có bị làm đau mí khi mà mình lỡ bấm trúng. Kinh nghiệm của Ni là sau khi mình bấm mi bên nào thì mình sẽ chuốt luôn mascara bên đó để giữ được độ cong của mi. Và đừng quên chuốt luôn mi dưới nha. Một đôi má ẩn cam sẽ là linh hồn của make up lúc lần này. Bây giờ thì mình cùng cười nhẹ một cái để xác định điểm cười, sau đó sẽ đặt cọ vào phần điểm cười và tán màu ra xung quanh. Mùa hè thì rất thích hợp cho một đôi má rám nắng, cho nên chúng ta sẽ đánh má hồng theo kiểu vòng ngang qua mũi để tạo như một đôi má cháy nắng nha. Những ngày trời nóng thì Ni sẽ sử dụng má hồng có nhũ thay cho việc dùng highlight để hạn chế nhìn da chống bị đổ dầu. Trước khi đánh son thì Ni sẽ dùng lip filler của Laminate để làm nền cho môi lên màu đẹp hơn. Sau đó thì Ni sẽ dùng màu cam đất Modest của Espoir để làm nền môi. Để môi trông nổi bật hơn thì Ni đã dùng màu cam đất màu A06 của Black Rue để đánh lòng môi.
Và bây giờ thì dùng thêm một ít son bóng để trong môi căng mọng mùa hè hơn nào. Muốn giữ được lớp nền bền hơn trong thời tiết nắng nóng thì mọi người đừng quên xịt khóa makeup nha. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Bye bye.